Gì vậy con? Hả? Không ngủ đi, đi làm gì? Hả? Ủa? Sao? Cái gì ngồi trùng trục thế? Sao? Ủa, cái mẹ ôm nè. Ly ơi. Cái mẹ nào con? Sao thế? Hả? Làm sao? Tới mẹ nè. Tới mẹ mày yêu. À, con đói bụng lấy bữa anh ăn hả? Bữa hôm nay đúng không? Ôi, thôi qua mẹ bế nè. Sao? Ôi, sao không tới mẹ? Ly ơi. Tới mẹ nồi bế nè. Mẹ bế. Hả? Ừ. Nào, mẹ đây này.